Xin chào các bác, em là Hà đến từ Đồng Đông Sơn. Ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu cho các bác về một bộ ngũ sự mà đang được rất nhiều các bác quan tâm, được bày biện ở trên ban thờ rất là hợp các không gian thờ của nhà mình. Thì bộ ngũ sự này chất liệu được làm từ đồng vàng và sẽ có màu là màu hun nâu giả cổ các bác nhé. Kích thước của bộ ngũ sự sẽ cao là 60cm và hạt thì sẽ cao là 58, chân nến thì sẽ cao là 45cm các bác nhé. Các bác, em sẽ giới thiệu lần lượt chi tiết từng các món của bộ ngũ sự này để các bác hiểu rõ hơn. Trước tiên là về chiếc đỉnh sẽ có chiều cao là 60cm và đỉnh thì sẽ có nắp nghê các bác nhé. Đây là nắp nghê sẽ là có tác dụng là chấn trạch, mang lại những cái vượng khí tốt để mà vượng khí tốt cho gia chủ và xua đuổi những cái tà khí xấu để giúp lại cho gia chủ là mang có được rất là nhiều các may mắn trong cuộc sống cũng như là công việc. Đây là ở bên trong thì đang còn rất nhiều các cái dỉ tan bởi vì được làm từ đồng nguyên khối nên là đang còn sần sùi các bác nhé, và cũng có một chút của máy móc cho nên là bên trong nó sẽ là được nhẵn hơn. Hai bên của đỉnh sẽ là tai mây được đúc liền khối vào cùng với đỉnh đây ạ. Ở giữa thì sẽ có ba chữ là phúc lộc thọ các bác nhé. Đây là phúc lộc thọ đây ạ. Phúc lộc thọ thì sẽ mang cái ý nghĩa là mang lại sự hạnh phúc, lộc thì sẽ là tài lộc, thọ mang lại cái sự trường thọ cho gia chủ các bác nhé. Phía bên dưới sẽ là cặp song long chầu nguyệt. Đây là mặt song long chầu nguyệt. Song long sẽ ngự hai bên của nguyệt các bác nhé. Đây các bác nhìn từng chi tiết được các bác nghệ nhân chạm khắc từng chiếc vảy rồng hay là cái đuôi rồng cũng được sắc nét, chạm khắc rất là sắc nét đấy ạ. Phía dưới sẽ là ba chân lân, mỗi chân lân là một đầu lân các bác nhé, được đúc liền khối luôn vào cùng với đỉnh đấy ạ. Và chầu hai bên của đỉnh thì sẽ là cặp hạt. Hạt có chiều cao là 58cm, tính từ chân rùa đến bông hoa sen là có chiều cao là 58cm. Các bác nhìn từng chi tiết của hạt đây, đây là mắt của hạt, nhìn rất là có hồn cũng như là từng đường lông của hạt được các bác nghệ nhân chạm khắc rất là uyển chuyển. Và đây là rùa các bác ạ. Hạt thì sẽ là tượng trưng cho trời, tượng trưng cho cái sự khao khát trường tồn, trường thọ. Và hoa sen sẽ là tượng trưng cho sự thanh cao, sự thanh nhã. Và rùa thì sẽ tượng trưng cho đất, là tượng trưng cho gia đình, mang lại cho gia đình được liên kết chặt chẽ. Cuối cùng thì đến cặp chân nến các bác nhé. Cặp chân nến sẽ có đĩa nến khắc chạm rồng phượng đấy ạ. Đây các bác nhìn từng họa tiết một. Đây là phượng đấy ạ. Và đây là rồng. Được chạm khắc rất là uyển chuyển nha các bác. Phía bên dưới là tứ linh. Đây là long ly quy phụng. Đây các bác nhìn từng họa tiết của tứ linh. Và cũng được các bác nghệ nhân chạm khắc rất là tinh tế các bác nhé. Phía trên của chân nến sẽ có hoa sen. Hoa sen được đặt ở đây ạ. Và khi mà các bác mua bộ ngũ sự này thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác cặp bông sen để các bác đặt trên nến các bác nhé. Và nến đặt ở bên trái thì tượng trưng cho hành dương là mặt trời, đặt ở bên phải là tượng trưng cho hành âm là mặt trăng. Nhật nguyệt hòa hợp thì mọi vật sẽ được sinh sôi nảy nở, con cái trong gia đình, cái đường sự nghiệp cũng như là công danh sẽ được thăng tiến hơn rất là rõ ràng các bác ạ. Và em vừa giới thiệu cho các bác về bộ ngũ sự cao 60
có màu gun nâu giả cổ và chất liệu được làm từ đồng vàng. Bộ này thì sẽ phù hợp với kích thước ban thờ là 1m97. Bác nào quan tâm về bộ ngũ sự này thì để lại thông tin ở phía dưới hoặc gọi vào hotline là 0963 378 563, em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này.